Hôm nay thầy sẽ giảng cho quý vị một cái bài kinh. Cái bài kinh này nói về thầy vô não Angulimala. Thì cái bài mà thầy gửi cho quý vị ở đây á, tức là cái bài kinh trong kinh Trung Bộ số 86, kinh Angulimala. Thì Angulimala á có nghĩa là cái chuỗi ngón tay. Cái chuỗi ngón tay, nhưng mà thầy ghi chữ vô não là vô não, tức là tên của ngài, giống như cha mẹ của ngài đặt ngài tên là vô não. Nhưng mà sau này khi mà ngài lớn lên á, ngài bị cái tà kiến rồi ngài mới giết người á, ngài sau lại từng cái như cái vòng hoa mà thành cái ngón tay á, cho nên Angulimala tức là cái vòng ngón tay. Còn tên của ngài, ba mẹ ngài đặt tên là vô não. Thì cái tài liệu mà quý vị đang cầm trên tay á, cái phần B là cái phần chánh kinh đó, đó là nguyên văn trong chánh kinh. Nhưng mà thầy tóm lược lại cho nó ngắn gọn, cho quý vị dễ hiểu nha. Là cái phần B đó, tức là cái phần nguyên văn chánh kinh, mà tóm lại cho quý vị dễ hiểu. Và khi mà giảng cái bài này thì thầy lấy những cái nguồn trong kinh Trung Bộ số 86, kinh Pháp Cú, rồi trong kinh Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng Kệ, và trong chú giải. Thì nhiều nguồn để thầy giảng cái bài này. Trong chánh kinh là gửi cho quý vị như vậy. Thì lát nữa thầy sẽ giảng ra nhiều để quý vị, nhiều nguồn để quý vị thấy về một cái vị thánh tăng rất là đặc biệt thời Đức Phật. Và thầy đặt cái chủ đề tối hôm nay là thánh tăng vô não. Thánh tăng vô não, ngài mà quý vị hay nghe lâu nay mà giết rất là nhiều người á, xong rồi đắc thánh á, ngài tên là cha mẹ đặt là vô não, mà người ta hay gọi ngài cái biệt danh đó là Angulimala, là tại vì ngài giết người xong rồi sau lại thành cái sau chuỗi á. Đó. Bây giờ mình sẽ vào cái phần chánh kinh ha. Cái phần đầu là phần giới thiệu tổng quát, là mà lúc này Phật ở tại Kỳ Viên và ở nước Kosala. Thì có một cái tên cướp tên là Angulimala, người đeo vòng hoa ngón tay, lừng danh về sức mạnh và sự tàn ác. Tức là ngài đặc biệt, ngài rất là mạnh nha quý vị. Lát nữa thầy sẽ giảng cho quý vị là tại sao ngài có một cái sức mạnh rất là mạnh. Mấy chục người, ba chục, bốn chục người là ngài quật hết, ngài giết hết. Ngài rất là mạnh, tại sao ngài có một cái sức mạnh như vậy và rất là tàn ác. Tại vì ai mà đi qua cái khu rừng, khu núi đó là ngài giết hết. Để ngài giết xong ngài cắt ra từng cái lóng tay vậy đó. Rồi sau đó thì Đức Phật đã biết cái duyên của ngài, đã đủ duyên chứng thánh, và ngài đã hóa độ cho ngài vô não đắc thánh quả. Đại ý là cái bài kinh như vậy. Thì bây giờ mình sẽ vào phần chánh kinh đó. Thế Tôn chuyển hóa tên cướp Angulimala thành một vị tỳ kheo. Số phần 1 nhỏ, vì thấy không? Theo bài kịp không? Thì tên cướp Angulimala khét tiếng ở nước Kosala, là lúc bấy giờ trong lãnh thổ của quốc vương Abhisanadi, tức là vua Ba Tư Nặc á, có cái tên cướp là Angulimala, là một sát nhân khét tiếng, luôn luôn giết người và mang một cái vòng hoa làm bằng cái ngón tay người. Thế Tôn sau khi khất thực ở Savatthi và ăn xong, quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Thấy vậy, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người bộ hành liền bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chớ có đi trên con đường này. Thưa Sa Môn, trên con đường này có tên cướp Angulimala, là một thợ săn, tay vấy máu sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Tức là lúc này là cái duyên mà lúc mà Đức Phật thuyết nói cái đoạn này á, tức là Đức Phật tới hóa độ cho ngài. Thì những cái người chăn bò đấy là những cái người mà họ ở gần cái khu rừng mà chỗ ngài ở á, nói với ngài là ngài đừng có tới nơi đó, tại vì nơi đây có cái ngài vô não này á, là một thợ săn, là một người sát hại tàn bạo lắm, không có từ mẫn với chúng sanh đâu. Đại ý mà nếu mà Đức Phật tới đó là ngài sẽ bị hại đó, kiểu như vậy đó. Vì nó các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Nó luôn luôn giết người và nó mang một cái vòng hoa làm bằng ngón tay người. Thưa Sa Môn, trên đường này có 10 người, 20 người, 30 người, 40 người tụ họp lại rồi cùng đi. Tức là họ mà đi với nhau không dám đi riêng đẻ, mà vài chục người còn bị ngài giết nữa mà. Tuy vậy họ vẫn rơi vào tay của tên cướp Angulimala. Ba lần khuyên can như vậy, Thế Tôn vẫn giữ im lặng và tiếp tục đi. Thì vào cái chánh kinh, cái đoạn này là Đức Phật đã đi tới đây để hóa độ ngài rồi. Thì thầy sẽ kể lướt về cho quý vị nghe về ngài vô não á. Ngài vô não á, ngài là con của một cái vị quốc sư hậu cận của vua Ba Tư Nặc nha. Tức là cha mẹ ngài rất là giỏi và đạo đức, và ba cha của ngài là quốc sư mà hậu cận của vua Ba Tư Nặc á. Và trong cái đêm mà ngài sanh ra thì nó có một cái sự kiện thế này. Trong cái đêm ngài sanh ra thì trong cái kinh thành đó thì những cái vũ khí á, tự nhiên nó sáng lên, cái dao kiếm nó sáng lên. Và trong cung, trong cái phòng ngủ của vua Ba Tư Nặc á, cái thanh kiếm mà đức vua bỏ trong cái bao á,
nó cũng sáng lên luôn. Trong cái đêm mà ngài vô não sanh á, thì nó sáng lên như vậy, thì vua Ba Tư Nặc rất là lo. Ba Tư Nặc sợ mới hỏi cái vị quân sư, mà cái vị quân sư đó chính là cha của ngài vô não. Thì ông rất là giỏi thiên văn địa lý, thì vì những người mà ngày xưa mà được làm quân sư của đức vua thì thường họ rất là giỏi. Và khi mà ông nhìn lên một cái chòm sao thì ông biết á, thì cái chòm sao đó chính là báo hiệu là đứa con của mình nó mới sanh, và sau này cái đứa con của mình nó sẽ trở nên rất là tàn bạo và giết người rất là nhiều. Thì vua Ba Tư Nặc rất là lo, sợ ảnh hưởng đến tính mạng hoặc là trong cái ngôi vua hay là trong triều đình đó. Thì cái vị tướng này mới nói, dạ không, cái chuyện này là do cái con của một cái ác nghiệp, con của thần mà sinh ra với cái ác nghiệp đó, nó chiêu cảm cho một cái số cái vũ khí nó sáng lên, ngay cả cái thanh gươm của vua Ba Tư Nặc cũng sáng lên luôn. Thì sau đó thì đức vua Ba Tư Nặc, ông là một Phật tử thuần thành nha quý vị. Vua Ba Tư Nặc á, là tương lai sẽ là một vị Phật chánh đẳng giác á. Vua Ba Tư Nặc tương lai là Phật chánh đẳng giác. Ông thương Phật lắm. Ông theo dõi Phật 7 năm á, ông mới làm đệ tử Phật. Ông thương Phật, kính Phật. Một ngày nếu mà sắp xếp công việc được là ông vào ông đảnh lễ Phật 5 lần. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng thưa với Phật hết á. Thương lắm. Sau này thì có một lần ông vào thưa Đức Phật xong thì trên đường về thì ông bị phục kích, ông bị giết chết. Bên cạnh chỉ có một cái người hầu bên cạnh, nhưng mà nhờ sau khi ông mất xong, nhờ những cái phước ông tái sanh lên cõi trời. Thì khi mà vua Ba Tư Nặc nói là thôi bây giờ giống như là thần sắp xếp gửi sau này cháu lớn lên, nó gửi cháu vào một cái môi trường tốt để cho cháu đừng có phát triển những cái hạt giống xấu như vậy. Và vì vậy là cha mẹ của ngài mới đặt tên ngài là Vô Não. Vô Não tức là không có muốn não hại ai, mong ngài không có làm hại ai hết, não phiền làm cho ai đau khổ hết, nên ngài là Vô Não là như vậy. Thì lớn lên á, cha mẹ ngài mới gửi tới chỗ một cái vị Bà La Môn rất là giỏi. Và ông Bà La Môn này, ông thường dạy những cái vị hoàng tử của các nước khác gửi tới á, dạy rất là giỏi. Và đặc biệt ngài Vô Não rất là hiền lành. Nghe câu chuyện này, câu chuyện của ngài Vô Não, mình sẽ thấy đâu đó là cuộc đời của mình và là cuộc đời của rất là nhiều người trong xã hội. Mình thấy là ngài Vô Não từ nhỏ rất là hiền lành và rất là đạo đức nha, là làm trước làm sau, rất là trách nhiệm, ý thức lắm và cung kính lắm. Cho nên khi mà cha của ngài gửi tới cái vị Bà La Môn dạy á, là ngài toàn là xuất sắc không à. Biết hầu thầy mà học cái đâu giỏi tới đó, học tới đâu giỏi tới đó. Và vì ngài học quá giỏi như vậy đó. Cho nên là cái vị Bà La Môn, cái vị thầy của ngài á, mới thương, rất là thương ngài. Và coi ngài như là một đứa con vậy đó, rất là thương. Mà khổ thay á, là mà quý vị biết á, là còn phàm phu, hôm trước thầy giảng á. Còn phàm phu là còn phải tu. Tại vì sao? Là vì mình còn một đống tham sân buồn giận. Ngay cả ai mà thành công hơn mình là mình không có thích nha, lạ vậy đó. Tôi đẹp mà có người đẹp hơn tôi là tôi không thích, dù mình không có nói chuyện với cái người đó. Giàu thấy người ta giàu hơn mình không thích, mình tài năng người ta tài năng hơn đó, mà mình có đôi dép đẹp, đôi dép kia đẹp hơn cái mình cũng không thích nữa. Mình học giỏi mà người ta học giỏi hơn mình cũng không thích. Nếu mà mình không có tu là vậy đó, mình không có thích cái gì mà người ta hơn mình hết trơn á. Thua mình thì mình xem thường, mà hơn mình thì mình dễ sanh cái tâm đố kỵ. Thì ngài Vô Não á, ngài quá giỏi đi, được cái người thầy thương như vậy á, thì những cái người học trò xung quanh á mới đố kỵ quý vị, nó sinh cái tâm đố kỵ. Mà bây giờ ngài giỏi quá, vị thầy thương quá, mà bây giờ làm sao cho ông thầy ông tin đây? Quý vị biết không, nguyên cái nhóm người học trò chia làm 3 nhóm, họ sắp xếp với nhau á, họ không có nói một lần đâu. Một nhóm này tới nói với thầy, thầy ơi con thấy cái chuyện này nè, cái chuyện này 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 nè, thầy mới không tin. Cái nhóm thứ hai tới cũng nói như vậy, nhóm thứ ba tới cũng nói như vậy, mà nói nhiều lần như vậy, tức là đã sắp xếp là chuyện này phải xác định là phải theo thời gian nó thấm từ từ. Và quý vị biết nói cái chuyện gì đến cái vị Bà La Môn đó không? Nói là trong lúc mà ngài đi xa ở nhà là ngài Vô Não á, là có cái ý bất thiện với lại vợ của cái vị Bà La Môn này, tức là giữa hai người có một cái mối liên hệ tình cảm không có trong sáng, đại ý là như vậy. Tức là nói xấu ngài Vô Não như vậy, nói lần đầu thầy đâu có tin, nhưng mà bắt đầu cái nhóm khác vô cũng nói như vậy, cái nhóm khác cũng nói như vậy, quý vị thấy không? Giống như ai nói với vị dễ thương mà đâu có tin đó. Cái người thứ hai nói ô sao hôm nay em thấy chị đi chùa ăn lạc sám hối, sao nhìn chị dễ thương vậy? Không, chị không có dễ thương, chị cũng bình thường thôi em. Mà lát nữa có người, không em thấy chị dễ thương á, một người khác nha, không em thấy chị dễ thương á, chị dễ thương lắm á, là mình hơi tin đó. Nếu mà thêm mấy người nữa là mình về, bắt đầu mình đi vòng vòng trước gương mình coi thử coi là mình có dễ thương thì không đó, phải không? Đó, một người nói không tin, hai người nói không tin, ba người nói là bắt đầu là mình sẽ có đặt cái vấn đề. Và chính những người học trò đó họ biết cái chuyện đó, họ phải nói từ từ theo thời gian mà từng nhóm như vậy, thì cái vị thầy mới tin cái chuyện này quý vị. Mà tin xong thì quý vị biết không, bằng cách nào
Ví dụ như mà giết ngày vô não hay là đuổi ngày vô não thì mang tiếng, thì mới nói là bây giờ con đi, con giết cho ta 1.000 người. Mà con giết người xong á, đó là giống như là một cái bài học để con được tốt nghiệp. Giống như trước khi thầy dạy cho con những cái gì mà cuối cùng còn lại, vì ông rất là giỏi, ông dạy á, thì bây giờ con muốn học thì con phải giết 1.000 người và con đem về đây cho ta, thì ta sẽ dạy cho con những cái gì cuối cùng, giống như là vừa là một bài tốt nghiệp, vừa là những cái gì mà cuối cùng của ngài học. Và ngài vô não, ngài có muốn làm không? Không. Ngài vô não không, ngài đạo đức, một thanh niên rất là đạo đức, rất là hiền từ, được giáo dục từ nhỏ, mà khi mà nghe nói như vậy á quý vị, thì rất là đau khổ. Thì ngài mới vào trong một cái núi như vậy đó. Thì những cái người đầu tiên ngài giết á, thì ngài lấy cái cớ vậy nè. Những người đầu tiên ngài giết là ngài giết những cái người mà chuyên đi ăn cướp, ăn trộm mà giết hại người khác á, là ngài giết những người đó. Giống như ngài nói cái ý là đó, ta thay trời hành đạo vậy đó. Tức là ngài không muốn giết, nhưng mà bây giờ ngài phải giết để học được cái bài học cuối cùng. Ngài giết những cái người đó trước, rồi từ từ ngài mới giết thêm. Và quý vị biết cái chuyện gì là tại sao á, ngài ở trên một cái ngọn núi như vậy á, là ngài rất là khỏe nha quý vị. Ngài chạy rất là nhanh và rất là khỏe. Thì trong cái tiền kiếp quá khứ, thầy có giảng cái này rồi, thầy nhắc lại trong cái bài hôm nay thôi. Quý vị có biết trong tiền nghiệp quá khứ á, có một kiếp ngài vua não làm vua, và ngài mắc một cái nghiệp gì rất là ghê sợ, vậy nhớ không? Nghiệp gì? Ăn gì? Ăn thịt người. Ở nghe thầy giảng lại cái bài cuộc đời và vòng quay nghiệp chướng á, ngài có một cái kiếp là ngài làm vua nghe quý vị. Ngài làm vua thì hàng ngày thì người ta vẫn nấu ăn cho ngài bình thường. Cái hôm đó cái xong cái không còn có đồ ăn á, không còn thịt nữa, thì cái người hầu cận ngài á mới đi ra lấy một cái miếng thịt đùi của người á, mới nấu cho ngài ăn. Mà cứ nấu như thịt bình thường mà đâu có nói cho ngài là thịt đùi đâu. Khi mà ngài ăn vô một cái, tự nhiên các cái mao mạch trong cơ thể ngài á, cái kinh cảm á, cũng như ngài rung động trong người ngài luôn. Ngài mới gọi cái người nấu ăn tới, ngài hỏi thịt này là thịt gì. Dạ thì nói là các cái loại thịt lúc cũng lâu nay hay nấu cho đức vua ăn thôi. Người nói thiệt đi, thịt này là thịt gì? Bây giờ người nói không là người chết. Cuối cùng cái người hầu cận đó phải khai thật ra là do hết thịt rồi, cho nên con mới lỡ lấy cái miếng thịt đùi của loại người, một người nấu cho ngài ăn. Ông vua mới nói từ nay trở đi lóng cái thịt đó cho ta ăn, còn cái thịt mà lâu nay ta ăn người ăn. Đó là ngài đó, là ngài là tiền thân của ngài vô não. Là từ đó trở đi ngài cứ lén ngài ăn thịt người vậy đó. Bắt đầu tiên là giết những cái người mà bị tử tù á, ăn hết xong bắt đầu là mới canh bắt người ta bắt ăn. Sau này người ta mới biết chuyện á, thì mới tới hỏi đức, lúc đó có một cái ông quân sư, họ mới tới ông hỏi đức vua, bây giờ đức vua phải dừng lại cái chuyện ăn thịt người. Nếu mà đức vua không dừng chuyện ăn thịt người là đức vua mất tất cả, mất quốc độ, mất hoàng hậu, mất công chúa, mất hoàng tử, mất cái quốc độ này, mất hết luôn. Thì đức vua phải dừng lại cái chuyện ăn thịt người. Thì đức vua chọn cái nào? Vua rất là đau khổ. Và quý vị biết cuối cùng á, là đức vua chọn một cái nồi, mấy cái nồi với một người hầu cận, vậy thôi đó. Và quyết định chọn ăn thịt người, bỏ luôn cái ngôi vua luôn. Thì khi mà đi vào trong núi á, thì thêm cái người hầu cận ở đó. Mà lúc đó tiền thân của đức vua á, là lúc đó là đức vua đã có cái sức mạnh rất là đặc biệt rồi, thì lại gặp một cái vị dạ xoa kiếp trước. Các bạn, kiếp trước của cái vị vua đó là làm dạ xoa, mà dạ xoa là hay ăn thịt người, cho nên á cái thói quen hay ăn thịt người nó quay lại á, cho nên khi mà ăn được miếng thịt người rồi là coi như là thèm thịt lắm quý vị, mà đặc biệt là thịt người thôi. Và cái vị dạ xoa đó mới chỉ cho tiền thân của ngài vô não một câu thần chú, cho nên đọc cái câu đó chạy rất là nhanh, cho nên khi mà bắt ai là người đó không có thoát được, cứ bắt là người đó dính rồi, là giết chết hết vậy đó. Và cuối cùng quý vị thấy bỏ hết luôn, cuối cùng để chỉ chọn ăn thịt người. Có một thời gian người ta sợ quá, người ta trốn hết. Cuối cùng bữa đó cái người hầu sau khi nổi lửa nổi đồ xong rồi đến luôn, giết luôn người hầu luôn, ăn thịt luôn. Và đó là tiền thân của ngài vô não. Thì có một lần, ta đang nói về cái sức mạnh của ngài, có một lần ngài mới tới, ngài bắt một cái vị mà đồng học với ngài. Bởi vì biết ngài mình canh ngài bắt bằng cách nào, là ngài lặn xuống nước á, ngài lặn xuống nước để ngài chờ cái vị vua đó tắm ở đó rồi ngài bắt. Mà nó lạ vậy nè, khi mà ngài lặn xuống nước á là cá với rùa nó bơi từng đoàn, nó tự nó né ra luôn. Tức là cái sức mạnh của ngài, ngài có cái phước vậy đó, tự nó né ra luôn. Đó là cái sức mạnh quá khứ của ngài nha. Tới thời Đức Phật á, thì ngài là người vô não, trong rừng bao nhiêu người đánh không lại ngài. Sau này khi mà ngài làm tỳ kheo á, thì ngài cũng có một cái phước rất là đặc biệt. Quý vị có nhớ có một lần vào thời Phật nha, có một cái cuộc bố thí nha. Ai hỏi quý vị là thời Phật có một cuộc bố thí gọi là vô song thí. Vô song tức là không có hai. Cái cuộc bố thí mà không có cái trường hợp bố thí nào như vậy hết, gọi là vô song thí. Thì cuộc bố thí vô song thí đó chính là
do hoàng hậu Mạc Lợi á, tư vấn cho vua Ba Tư Nặc cúng dường lên Đức Phật và 500 vị A-la-hán. Thì trong 500 vị A-la-hán đó đó thì có 500 con voi trắng hầu cận. Mà đặc biệt á, lúc đó là có một con voi nó rất là chướng nha, nó rất là chướng. 499 con kia thì không sao hết, riêng có một con rất là chướng. Thì các ngài dặn là riêng cái con voi chướng đó đó là phải hầu cầm cái lọng trắng á, hầu ngài vô não. Sau này khi mà ngài là tỳ kheo rồi đó, tức là riêng con voi chướng này là phải hầu ngài vô não, là thấy ngài là nó yên rồi. Mình thấy đặc biệt không? Còn ngài có cái sức mạnh vậy đó, con voi chướng mà thấy ngài là cũng yên luôn. Rồi nữa, tại sao là ngài có cái phước, có cái sức mạnh như vậy? Tại vì trong cái thời Phật Ca Diếp á quý vị, ngài đi phát sữa, ngài phát cái phiếu á cho người ta nhận sữa, bố thí sữa cho người ta uống. Vào một cái mùa đó là mùa đông, rất là lạnh. Và ngài mới chư tăng á, ngài mới cúng dường cho chư tăng những cái củi á, củi với lửa để chư tăng sưởi ấm. Và nhờ vậy cái phước cúng sữa đó và sưởi ấm cho chư tăng đó, ngài có một cái phước rất là lạ. Tới trong cái thời trước cái thì đã ngài đi xuống nước mà cá với rùa nó né ra luôn. Tới thời Đức Phật ngài vẫn còn cái phước đó. Ngài đứng trước con voi là con voi trước cái uy lực của ngài là tự đó. Cho nên khi mà ngài vào trong núi là đi một đoàn 10 người, 20 người, 30 người, 40 người đâu có ảnh hưởng gì tới ngài, ngài giết hết á. Và khi mà ngài giết một thời gian, lúc đầu là ngài giết thôi. Ngài giết xong rồi á, quý vị biết không, cái từ từ cái xác của cái xong rồi ngài cắt cái lóng tay á, ngài mới để, có lúc thì ngài để rải rác nơi này nơi kia á, thì một là bị thất lạc, hai á là bị thú nó ăn. Và vì vậy không có nhớ là đến bao nhiêu. Cho nên sau đó ngài mới, mình nói giống như là rút kinh nghiệm vậy đó, ngài mới giết xong cái ngài mới sâu lại từng cái lóng tay, chặt cái lóng tay phải, sâu lại, sâu lại, sâu lại. Thì hôm đó ngài đếm là được 999 cái lóng tay rồi. 999 lóng tay là chỉ còn một lóng tay nữa thôi. Và ngài nói là bây giờ ta đi ra cái khu rừng này nha, thì thấy người nào đầu tiên là giết cái người đó. Thấy người nào đầu tiên là giết người đó. Và khi mà ở trong đây quý vị thấy em các thành cái làng rồi đi vắng hết, cách sợ quá, cách ngày ba do tuần. Một do tuần là khoảng 16 cây số. Người ta sợ người ta phải đi né hết 16, tức là 48 cây số, khoảng 50 cây là không ai dám ở gần khu rừng đó hết. Thì ngài mới nói còn một người nữa, thì ta ra khu rừng này ta thấy ai là ta giết cái người đó. Và quý vị biết cái chuyện này nè, đúng cái lúc này thì nhiều người bị giết quá đó, mới tới tai vua Ba Tư Nặc. Thì vua Ba Tư Nặc mới chính thân của vua Ba Tư Nặc và kéo rất là đông, khoảng 500 ngựa xe rồi rất là nhiều người để đi vào để bắt cái tên cướp này, nổi tiếng cái thời đó mà. Và cũng làm cho vua Ba Tư Nặc rất là đau đầu. Và khi mà vua, cái chuyện mà vua Ba Tư Nặc đi tới đó thì tới cái tai cái vị quân sư. Vị quân sư về nói với vợ và biết ra là con của mình. Và ai cũng sợ, ai nghe tới ngài là sợ rồi. Mà quý vị biết lúc này mẹ của ngài đó, dẫu sao nó cũng là con của mình, ai thì cũng sợ. Mà bà không có sợ, con mình bà không có sợ. Bà nói để bà vô bà khuyên con, hoặc là bây giờ con về lại với cho với Đức Vua đi để hy vọng được tha tội. Là một mình bà đó, là bà đi vào bà gặp ngài vô não ở khu rừng đó. Thì trong lúc ngài đi như vậy đó, thì là lúc này vô não ra, thì ngài mới thấy mẹ ngài đầu tiên. Cuối cùng là thấy mẹ. Nhưng mà với cái tà kiến là ngài sẽ giết mẹ, giết cái người đầu tiên thấy ai là giết đó. Thì ngài, dĩ nhiên là ngài rất là có hiếu nha. Nhưng mà ngài nghĩ là nếu ngài giết mẹ xong rồi đó, là người thứ 1000 xong ngài về ngài được học, giống như cái những cái môn học cuối cùng mà có thể là sau này sẽ cầu nguyện cho mẹ sanh thiên được tốt hơn, với cái tà kiến đó. Và lúc này thì Đức Phật mới quán cái nhân duyên. Hôm đó thì Đức Phật quán nhân duyên là hôm nay là cái người mà ngài trong cái duyên để ngài độ đó là ngài vô não. Nhưng mà nếu mà ngài tới sau khi mà ngài vô não giết xong mẹ rồi thì chắc chắn ngài vô não không có đắc thánh. Vì yếu hiểu cái chi tiết này không? Tức là trong đời á, ai là người không đắc thánh được trong đời này nè? Mình biết chắc chắn là người nào không đắc thánh đó là cái người mà phạm ngũ nghịch nha. Nếu mà trước khi đắc mà vị đã phạm nè, tội giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh, làm thân Phật chảy máu với pháo hòa hợp tăng, phạm năm cái nghiệp này là chắc chắn không bao giờ đắc thánh hoặc đắc thiền nha. Và phạm năm cái nghiệp này thì chắc chắn kiếp sau phải là địa ngục. Thì nếu mà ngài mà tới trễ hơn để cho ngài vô não giết mẹ rồi là coi như cái duyên lành đắc thánh nó trôi qua. Và vì vậy là ngài phải tới trước. Đó là lúc này là ngài đang đi. Quý vị đọc tổ số 1 là ngài đang đi tới nè. Đó là đi tới đó. Phải không? Thì những cái dân làng á thấy như vậy thì mới nói là ngài đừng có tới. Và ngài im lặng. Thì quý vị nhớ giùm thầy, tại sao mà những cái dân làng này nói ngài đừng có đi vào đây? Là vì sợ Đức Phật làm sao? Bị cái gì? Bị nguy hiểm đến tính mạng đúng không? Giết mà.
Và quý vị nhớ Đức Phật có bốn điều nghe, không ai có thể sang đoạt hoặc cướp đoạt được của Ngài. Có bốn điều của Đức Phật. Một á, đó là thức ăn. Thức ăn, quý vị mà cúng thức ăn đó của Phật rồi, đó là của Phật rồi nha. Ví dụ đặt cái chỗ đó, bây giờ có núi lửa, có động đất thì thức ăn nó vẫn còn nguyên. Cái phước của Ngài đã là của Ngài, không ai lấy được chân. Trừ khi Ngài cho thì cho thôi. Còn đã là của Ngài thì không có một cái gì có thể lấy được cái thức ăn đó của Ngài. Thứ nhất là thức ăn. Thứ hai á, là hào quang của Ngài. Cái hào quang của Ngài là không có một cái hào quang nào, ánh sáng nào sáng hơn cái hào quang của Ngài. Thứ ba là trí tuệ của Ngài. Trí tuệ của Phật là đứng đầu. Không ai có thể làm khó được Đức Phật với bất kỳ một câu hỏi nào. Có nghĩa là câu hỏi nào Ngài cũng trả lời được. Vấn đề là câu đó có nên trả lời hay không thôi. Có những vấn đề, nhất là những vấn đề siêu hình đó, về thế giới này có hay không có, trường tồn hay không trường tồn đó, là chết là còn hay mất, hay là những cái đấy là những vấn đề siêu hình, thì thường Ngài sẽ không trả lời. Còn cái gì Ngài cũng biết. Đức Phật là bậc toàn tri. Nhớ nha, Đức Phật là bậc toàn tri. Toàn tri, tri là biết đó, là cái gì Ngài cũng biết. Đức Phật là cái gì cũng biết. Nhưng Phật không có Phật, Phật không phải là bậc toàn năng nha. Mày nhớ không? Quý vị có hiểu cái toàn tri với toàn năng không? Toàn năng là cái gì làm cũng được, đúng không? Và toàn tri là cái gì Ngài cũng biết. Vậy thì Ngài có toàn tri không? Có, cái gì cũng biết. Nhưng mà cái gì Ngài làm cũng được có không? Không, không. Nếu mà cái gì Ngài làm cũng được thì mình quậy cho đã đi, cái Ngài cứu mình, đúng không? Mình đâu có xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mỗi người đi với cái nghiệp của người đó. Cho nên là Phật biết hết, nhưng mà không có duyên với Phật, Phật cũng không độ được. Rồi nghiệp riêng của người nào người đó phải hưởng. Đó, cho nên là cái điều thứ tư, thứ ba là trí tuệ của Phật không ai làm khó được. Và điều thứ tư là không ai có thể giết Phật được nha quý vị, không ai có thể đụng tới cái sinh mạng của Phật. Cho nên ngài im lặng là tại vì Ngài biết không có ai mà có thể làm Ngài có thể mà tổn thương được. Thầy nói trừ cái trường hợp. Trường hợp nào? Nghiệp Ngài phải trả thôi. Giống như cái nghiệp Ngài phải bị là lăn đá, rồi các chỗ mà cái bàn chân chảy máu, phải mổ sống bằng cái vết thương, cái nghiệp Ngài phải trả thôi. Còn ngoài ra mà ai mà hại Ngài chết đó thì không có cái chuyện đó. Và quý vị biết tại sao không? Tại sao là không ai có thể hại được Ngài không? Nói dễ hiểu là như vậy, là nhiều kiếp là Ngài đã hy sinh, Ngài bỏ cái mạng của Ngài nhiều kiếp rồi, để Ngài hy sinh, để Ngài làm bao nhiêu cái công đức, để Ngài làm bao nhiêu cái ba la mật, để Ngài có được cái ngày hôm nay, để kiếp cuối để thành Phật, thì không ai có thể hại được cái mạng của Ngài hết. Là giống như Ngài đã bỏ mạng nhiều kiếp để mà có ngày hôm nay, thì giờ cái phước vậy không ai hại được Ngài. Nói đâu xa quý vị, có những vị thánh đệ tử của Ngài, có những vị là biết bao nhiêu người ta hại, cách này cách khác cũng không có hại được nha, nếu cái vị đó có một cái phước nào đó bảo vệ cho mình. Cho nên là Đức Phật im lặng và Đức Phật vẫn tiếp tục đi vào khu rừng. Thì bây giờ quý vị qua cái sổ số 2 nha. Số 2 là Thế Tôn nhiếp phục Angulimala với thần thông. Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại liền suy nghĩ: thật khi hữu thay, con đường này cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người tụ họp lại rồi cùng đi, tuy vậy chúng vẫn rơi vào tay ta. Nay vị sa môn này chỉ có một mình, không có người thứ hai lại đi đến, hình như do một sức mạnh gì, sao ta lại không giết hại mạng sống của sa môn này? Tức là Ngài thấy người ta đi mấy chục người mà còn lọt vào tay Ngài nữa, mà sao vị này đi có mình? Đấy là vậy. Rồi tên cướp Angulimala lấy kiếm và tấm khiên, đeo cung và tên vào và đi theo sau lưng Thế Tôn. Tức là Ngài dùng những cái vũ khí của Ngài mà Ngài giết người đó mà đi sau lưng Đức Phật. Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực, làm cho tên cướp Angulimala dù đi với tất cả tốc lực của nó cũng không thể bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc lực bình thường. Quý vị hiểu đằng này không? Tức là lúc này là Ngài dùng thần thông thôi nha. Đức Phật và Chư Tăng á, Đức Phật thì không khuyến khích dùng thần thông. Quý vị nhớ không? Quý vị có nghe thầy giảng cái ý này chưa? Đức Phật là không khuyến khích dùng thần thông. Tại sao? Thứ nhất á, là cái mục đích cuối cùng của Đạo Phật không phải là để có thần thông, mà là để chấm dứt phiền não, luân hồi khổ đau. Thứ hai á, là những cái vị mà mình đi về hướng thần thông á, thì nó rất là dễ làm sao ạ? Nó đi ngược đi lại, giống như mình có thần thông rồi mình chưa có hết phiền não, mình sẽ đắm chìm vào đó, hay là ngay cả tạo những cái nghiệp bất thiện này nữa. Nó không phải là mục đích của Đạo Phật. Và một người mà có thần thông á, nếu như chuyện gì mà Đức Phật cũng khuyến khích dùng thần thông á, thì quý vị thấy như vậy nè, là người ta, cái thế hệ sau, người ta sẽ nghĩ rằng là Đạo Phật là đạo của thần thông. Một vị thánh, một cái vị này, giống như là vị này có
có đời sống tâm linh cao tột hay không là ở thần thông, chứ không phải là chấm dứt phiền não hay thánh quả. Quý vị hiểu không? Người ta nhìn là người ta, cái thước đo của một cái người tu, của một vị thánh là thần thông chứ không phải thánh quả, là thần thông chứ không phải là chỗ chấm dứt phiền não. Thì nếu mà ai cũng dùng thần thông thì thế hệ sau người ta sẽ nghĩ như vậy. Mà đâu phải vị thánh nào cũng có thần thông. Và vì vậy là Đức Phật và Chư Tăng nha, một số trường hợp Đức Phật và Chư Tăng á, một số trường hợp thì Ngài vẫn dùng thần thông, nhưng mà dĩ nhiên là các Ngài biết là lúc nào nên dùng, mà các Ngài cũng rất là hạn chế dùng thần thông. Thì trong cái trường hợp của Ngài Vô Não là Ngài dùng thần thông nha. Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực làm cho tên cướp Angulimala đi sâu với một cái tốc độ rất là nhanh, nhưng mà đi không kịp, theo kịp. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, ta trước đây đuổi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy bắt kịp nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy bắt kịp nó, đuổi theo con nai đang chạy bắt kịp nó. Nay dù ta đi với cả tốc lực của ta cũng không thể bắt kịp sa môn này đang đi với tốc lực bình thường. Ngài nói sao lạ, ngày trước con nai, con ngựa, con voi chạy, mình chạy còn kịp, bắt kịp. Mà hôm nay sao ông sa môn này ông đi từ từ và mình chạy không kịp, quý vị hiểu không? Đó, tại vì Ngài dùng thần thông mà. Nó nói với Thế Tôn: hãy đứng lại sa môn, hãy đứng lại sa môn. Tức là nói Đức Phật hãy đứng lại, sa môn hãy đứng lại. Và quý vị nghe Đức Phật trả lời: ta đã đứng rồi, này Angulimala, và ông hãy đứng lại. Đó, Đức Phật nói là ta đã đứng rồi và ông hãy đứng lại. Đó. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: những sa môn thích tử này là những người nói sự thật và chấp nhận sự thật, và sa môn này dẫu cho đang đi lại nói đã đứng rồi. Vậy ta hỏi vị sa môn này. Rồi tên cướp Angulimala với bài kệ nói với Thế Tôn: tức là Vô Não biết là những sa môn không có nói dối, vậy tại sao mà lại nói đang đi mà lại nói đứng rồi? Đó. Bây giờ Ngài Vô Não mới hỏi: ông đi lại nói ta đã đứng, ta đứng ông nói sao không dừng? Sa môn ta hỏi ý nghĩa này, sao ông đứng còn ta không đứng? Tức là Ngài hỏi là tại sao á Ngài đang đi mà Ngài nói Ngài đứng, còn ta đã dừng rồi mà Ngài nói ta chưa dừng? Đó. Angulimala, ta đứng với mọi loài, ta bỏ trượng kiếm, còn ông hữu tình không tự chế, do vậy ta đứng còn ông chưa. Tức là Ngài đã dừng lại trượng kiếm, tức là dừng lại cái chuyện sát sanh rồi, bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ cái ý niệm sát sanh rồi, còn ông chưa có đứng là ông còn những cái ý niệm đó. Đức Phật em muốn nói như vậy: đã lâu tôi kính bậc tiên nhân, nay sa môn vào đại lâm này, không lâu tôi sẽ trừ ác pháp sau khi nghe pháp kệ của Ngài. Tức là khi mà nói tới đây á, thì Ngài Vô Não rúng động tâm của Ngài. Từ một cái tư mình đã học từ đầu là Ngài rất là hiền lành, Ngài rất là hiền lành, nhưng mà Ngài bị một cái tà kiến, bị cái môi trường xấu, ngay cả kể cái nghiệp xưa nữa, nên bây giờ Ngài mới thế này. Nhưng mà may, mình gọi là cái may, tức là cái duyên lành, cái phước ba la mật của Ngài á, thì Ngài gặp Đức Phật hóa độ bằng cái câu mà rất là nổi tiếng mà quý thầy hay giảng đó nha. Tức là Ngài nói là Đức Phật đứng lại, thì Đức Phật nói ta đã đứng từ lâu rồi, còn ông thì chưa đứng. Thì Đức Phật mới giải thích ta đứng đây là ta đã bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ cái ý niệm sát sanh rồi. Còn ông thì đã đứng là đứng cái thân thôi, nhưng cái tâm của ông vẫn còn cái ý niệm sát sanh. Và sau khi nói cái câu đó xong thì Ngài Vô Não mới giác ngộ. Nói xong tên cướp quăng bỏ kiếm, quăng bỏ khí giới xuống vực sâu. Tên cướp đảnh lễ chân thiện thệ. Thiện thệ là gì quý vị? Thiện thệ là một trong 10 ân của Phật, có nhớ không? Trước khi thầy giảng pháp là thầy niệm ân thiện thể: ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thiện thể có nghĩa là thiện là lành hay khéo giỏi. Thể tức là đi qua, tức là Ngài đã đi qua một cách nhiệm màu. Thiện thể tức là Ngài đi qua một cách nhiệm màu. Ngài đi đâu? Ngài đi qua cái sinh tử, Ngài đi qua cái khổ đau, Ngài đã bỏ qua cái vô minh tham ái, Ngài đi qua cái bờ mê, Ngài đi qua cái luân hồi, đi trên con đường giới định tuệ. Thiện thể có nghĩa là như vậy, là Ngài đã đi qua một cách nhiệm màu. Và thiện thể còn có nghĩa là thiện ngôn hay là khéo nói. Thiện thể là thiện ngôn hay là khéo nói, tức là Ngài nói sự thật,
Ngài nói là để hóa độ người khác. Ngài nói ra lời nào là cảm hóa người khác. Ngài nói ra lời nào là lợi ích lời đó. Cho nên là thường mà trước khi thầy giảng á, thầy hay niệm ân thiện thể là tiếng Bali là sugato, 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 sugato là bậc thiện ngôn, sugato là bậc thiện ngôn, sugato là bậc thiện ngôn. Sugato là bậc thiện ngôn, 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 sugato là bậc thiện ngôn. Thì khi mà thầy thường trước khi nói pháp là thầy hay niệm ân đức này để thầy nói cho quý vị hiểu, chứ không lát nữa thầy giảng xong quý vị hỏi thầy nãy giờ thầy nói gì vậy, quý vị không hiểu thầy nói gì. Mà nhờ mình niệm cái ân phước đó cho mình cái phước nha. Thôi nói mấy cái này ai tin thì tin, không tin thì thôi nha. Quý vị mà niệm cái ân đức đó, nhất là quý vị nào mà làm cái việc hay nói á, dĩ nhiên mình phải nói điều tốt, điều lành nha. Thì trước khi nói thì quý vị niệm cái ân đức này cho quý vị cái phước, chứ không phải quý vị nói xong Phật phù hộ cho quý vị, không phải. Nhân quả thôi, quý vị tôn kính cái ân phước đó của Phật, nó xin cho quý vị cái phước. Mà với cái phước đó thì mỗi cái ân phước á, mỗi cái ân đức của Phật á, thì đều đưa cho mình đến an lạc hết á. Nhưng mà có mỗi cái phước nó sẽ cho, mỗi cái ân sẽ cho mình cái phước khác nhau. Tại vì nhắc cái từ thiện thể, tại vì thầy nhớ nãy trước khi lên giảng thầy cũng ngồi thầy niệm ân Đức Phật rồi thầy mới lên giảng. Thì thiện thể thì ngài vô não ngài đảnh lễ và ngay chỗ ấy xin được xuất gia. Ngay đó luôn ngài vô não ngài xin được xuất gia. Đức Phật từ bi, bậc tiên nhân đạo sư nhân giới cùng thiên giới, ngài đã nói thiện lai tỷ kheo, y đức tỷ kheo ngài xác chứng. Tức là thời Phật á, có cái trường hợp là xuất gia là thiện lai tỷ kheo. Tức là Đức Phật chỉ cần nói là này là thiện lai tỷ kheo, là cái vị đó liền râu tóc rụng nha quý vị và đầy đủ y bát. Thì có cái trường hợp xuất gia đó, nhưng mà cái trường hợp này không phải là vị nào cũng đủ cái phước mà xuất gia kiểu thiện lai tỷ kheo này. Tức là khi mà Phật mà gọi ai là thiện lai tỷ kheo là Phật phải quán cái duyên của cái vị này, phải có cái lời nguyện nè, đã từng rất là nhiều cái duyên mới được gọi là xuất gia theo cái kiểu thiện lai tỷ kheo. Mà khi Phật gọi thiện lai tỷ kheo là vị này liền tức thì rụng y râu tóc nha quý vị và đầy đủ y bát luôn, các cái vật dụng của người xuất gia. Thì ngài vô não là xuất gia là kiểu thiện lai tỷ kheo. Rồi Thế Tôn cùng với tôn giả Angulimala là sa môn tỳ tùng bắt đầu du hành đến Sapati và trú tại Yatavana và tại Tinh Xá của ông Cấp Cô Độc. Tức là sau đó thì ngài vô não xuất gia. Quý vị thấy đặc biệt không? Một tên cướp giết người như vậy, khủng khiếp như vậy đó, mà với lòng từ của Đức Phật một cái là cảm hóa ngài gì đó. Mình tỏ đọc tới cái đoạn này á, khi mà thầy giảng đến cái bài này cho quý vị á, mà đọc hết về cuộc đời của ngài từ lúc ngài sinh ra trong bụng mẹ, rồi có những cái điềm tướng báo hiệu xấu, rồi cha mẹ của ngài thương ngài gửi vào môi trường xấu, nhưng rồi đâu đó có một số cái nghiệp á quý vị, nó dẫn, thấy không, nó dẫn ngài. Ngài là đã ở được một cái môi trường rất tốt, cha mẹ rất thương, gửi vào một môi trường rất tốt luôn, mà rồi cuối cùng đâu đó trong đời có những cái á, mình gọi là âu cũng là duyên nghiệp á quý vị, âu cũng là duyên nghiệp. Giống như là có những người mình thương họ dữ lắm, mình quý họ dữ lắm nha. Mình nói con ơi, con ráng làm phước nha con ráng tu tập nha, con ráng làm phước nha. Con ráng làm cái này. Khi mình thương họ, mình khuyến khích họ, cho họ thoát cái tà kiến, cho họ được tốt lên. Mà lây quay họ, đôi lúc họ nể mình, đôi lúc họ thương mình, họ kính mình. Họ làm 3 ngày sau, rồi lại u như kỹ lại quý vị. Đâu nó cũng vậy à. Có những người mình nói tới, nói lui, nói hoài, nói riết luôn. Mà rồi đâu nó cũng vậy à quý vị. Cho nên để mà hóa độ được một người, quý vị biết không, khó dữ lắm, khó. Cần sự kiên nhẫn, cần sự bao nhiêu cái sự bao dung từ bi, kiên nhẫn dữ lắm quý vị mới hóa độ được một người. Sẵn đây thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện rất là, có chuyện có thật nha, của một ni sư, ni sư mất rồi, ni sư giảng pháp rất là hay. Ni sư kể lại quý vị là cái thời mà ni sư còn trẻ, ni sư còn trẻ là ni sư ở trong chúng, lúc đó là đã là quản chúng rồi, và mà ở trong chúng rất là đông. Và quản chúng thì những cái người mà trong chúng đi ra đi vào là phải xin ni sư. Rồi đó còn trẻ thôi. Thì hôm đó giống như sau cái mùa hạ, thì giống như chư ni là giống như được nghỉ ngơi, được đi tắm biển, được đi chơi, được đi tắm biển. Thì ngày đó xong chư ni mới đi tắm biển xong về. Thì có một cô là ngày hôm sau mới lên xin đi. Thì thay vì là đi thì đi cùng chúng, tự nhiên đại chúng đi thì không đi. Cái giống đến lúc mà đại chúng về cái mình đi. Giống như ở đây chùa thầy có một chú là đại chúng ngủ thì chú thức, đại chúng thức thì chú ngủ, là sáng dậy đại chúng dậy hết thì chú ngủ, ví dụ vậy đó. Còn đại tối mà mấy anh ngủ hết thì chú thức, chú quậy mấy anh, chú quậy chú giỡn chơi quậy phá không cho mấy anh ngủ, thì nói ví dụ vui vậy đó. Cũng như có mấy chú đến giờ ăn thì không ăn, đi chơi, cái bắt đầu đến giờ đi ngủ thì lại đi ăn, đó làm trái giờ vậy đó. Kiểu mấy chú nhỏ mà, thì khi mà đại chúng đi thì cái cô này cũng không đi. Mà khi mà đại chúng về hết rồi thì ngày mai sau á, cổ lại xin đi. Thì ni sư là quản chúng nên không có cho đi. Không có cho. Vì nghe câu chuyện này nè, rất là thương.
không có cho. Và ni sư, nếu mà cho đi như vậy được thì lần sau có ai cũng thích đi, ngày nào đi rồi loạn chúng sao. Và ni sư nó không cho đi. Em mà đi em đừng có nhìn mặt tôi, và coi như là không nhìn mặt em nữa, đừng có nhìn mặt lần nào nữa. Là ý kiểu nói như vậy. Và quý vị biết không, xong rồi cô này cô cũng lén lén cô đi luôn, cô vẫn đi tắm biển. Và chỉ thời gian ngắn hình như mấy tiếng sau thôi là báo cái tin là cô mất. Cô ra biển cô tắm sao cô chết trên biển luôn, chết ở ngoài biển đó. Thì khi mà báo cái tin đó thì mấy cô chạy ra, thì ni sư cũng đi ra và thấy cái xác của cái sư cô đó nằm trên bãi biển đó. Thì lúc này mới nhớ lại là em có đi thì em đi luôn vậy đó. Em ơi bây giờ em sao cũng được, em buồn cũng được, em giận cũng được, em lì cũng được, em ngang cũng được, em bướng cũng được, em sao cũng được hết trơn á, miễn là em sống dậy thôi. Thì hiểu không? Đó, mới hôm qua em đi, bây giờ thôi, bây giờ sao cũng được, em sao cũng được, em ngang, em bướng, em lì, em còn những cái gì đó chưa có sửa được, rồi từ từ em sửa, miễn là em phải em sống dậy cho chị đi. Thương không quý vị? Trong đời mình dĩ nhiên là có những cái nó mình không có có đủ cái kiên nhẫn để mình bao dung, để mà mình tha thứ cho một ai đó, hoặc là để mình sửa một người nào đó, khó lắm nha quý vị, rất là khó. Nhưng có những chuyện là mình có thể cố gắng được thì mình phải cố gắng. Kiên nhẫn là dấu tích của tình thương mà. Mình thương ai mình phải kiên nhẫn mới được. Nhưng có những cái mình kiên nhẫn cũng không được. Như Ngài Vô Não, tại vì cái phước của Ngài quá đầy đủ ba la mật, và Ngài gặp Đức Phật, và Đức Phật hóa độ cho Ngài bằng cái thần thông của Ngài. Ngài giác ngộ, Ngài trở thành một cái vị tỳ kheo. Nhưng trong đời, nếu mà ở đây, nếu không phải Đức Phật, người ta chạy cách Ngài 50 cây số rồi. Người ta né Ngài 50 cây số rồi, không dám gần Ngài. Mà nghe tên Ngài thôi là người ta đã sợ rồi. Đó, bây giờ mình qua cái đoạn kế tiếp nha. Lúc này là vua Ba Tư Nặc, trước sự nhiếp phục của Angulimala của Thế Tôn. Lúc này là vua Ba Tư Nặc mới đang kéo quân tới để mà bắt cái tên cướp này. Và chưa có biết là Ngài Vô Não đã được xuất gia, được Đức Phật hóa độ nha. Vua Basanadi trước sự nhiếp phục Angulimala của Thế Tôn. Lúc bấy giờ một số đông quần chúng tụ họp lại tại cửa cung vua, lớn tiếng yêu cầu nhà vua tẩn xuất tên cướp. Tức là nhiều người tập trung lại nói với vua phải bắt cái tên cướp này đi. Rồi vua Basanadi với khoảng 500 con ngựa sáng sớm đi đến Thế Tôn trong sự thất thần, bạch rằng: bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con có tên cướp tên Angulimala, một tên thợ săn bàn tay vấy máu, sát hại bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ. Tức là sợ ngài quá cho nên mấy cái làng đó người ta trốn đi hết đó. Nó luôn luôn giết người và nó mang một cái vòng hoa làm bằng ngón tay của người. Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thể tận sức nó được. Tức là vua Ba Tư Nặc, ông làm vua mà ông cũng rầu cái chuyện này đó. Mà trong nước mà có một tên cướp mà ly như vậy, kiểu giết người như vậy, thì ông tới ông bạch với Đức Phật như vậy. Rồi quý vị coi Đức Phật trả lời sao. Thưa Đại Vương, nếu Đại Vương được thấy Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh giữ giới, hành trì thiện pháp, Đại Vương sẽ làm gì với Angulimala? Tức là Đức Phật hỏi, nếu như mà cái tên cướp này mà xuất gia, đắp áo cà sa, sống đời sống của người tu sĩ, thì Đức Vua sẽ làm gì? Và Đức Vua trả lời: bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay đưa ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn sự cúng dường, hay chúng con bảo vệ hộ trì đúng pháp. Tức là Đức Vua nói, nếu mà thật sự mà tên cướp vô não này mà xuất gia, con sẽ đảnh lễ, con sẽ hộ trì, con sẽ cúng dường tứ sự đại ý, con sẽ hộ độ cho cái vị này. Nhưng bạch Thế Tôn, từ đầu một người phá giới làm các ác pháp lại có thể trở thành giữ giới, biết chế ngữ như vậy, tức là làm sao có được như vậy, khó lắm ấy là vậy. Lúc bấy giờ tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với vua: thưa Đại Vương, đây là Angulimala. Đó, giống như Đức Phật nói, đây là Angulimala ngồi góc ở đó. Mà coi thử coi Đức Vua thế nào nha. Vua Basanadi liền hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược. Nghe nói xong trời ơi, cái vị tên cướp nó ngồi ngay đây luôn, dựng ngược luôn, kéo quân tới mà còn sợ. Mà Thế Tôn biết được vua Basanadi hoảng sợ, bèn nói:
chớ có sợ hãi. Thưa đại vương, ở đây không có gì đáng sợ hãi cho đại vương. Và sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của vua Vasanadi được tan biến. Tức là vua thấy nghe chỉ cái đó cái vua sợ, Đức Phật nó không có sợ, mà sao á. Rồi vua đến gần tôn giả Angulimala và nói, tức là lúc này vua chưa có tin đâu nha, vẫn còn nghi nghi. Thưa tôn giả, có phải tôn giả là Angulimala? Đức phải này là Angulimala không? Thưa phải đại vương. Rồi bắt đầu ngài mới hỏi tiếp, ngài hỏi coi cái tông tích, tại vì cha của ngài vô não là ai? Là quân sư của ngài mà. Thưa tôn giả, phụ thân tôn giả thuộc dòng họ gì? Đức là hỏi cha của tôn giả đó. Mẫu thân thuộc dòng họ gì? Thưa đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng thân thuộc dòng họ Mantani. Thưa tôn giả, họ Ga Gá. Mẫu thân mong tôn giả Ga Gá Mantani Buddha được khoan hỷ. Tôi sẽ cố gắng lo bốn sự cúng dường cho tôn giả. Tức là ông hỏi cha của ngài, mẹ của ngài dòng họ gì để xác chứng lại một lần nữa. Và sau khi mà xác chứng rồi thì Đức Vua mới nguyện là hộ trì thứ sự cho ngài. Lúc bấy giờ tôn giả Angulimala theo hành ở rừng núi đi khất thực mà ăn. Lúc này là ngài ở tu ở trong rừng, ngài ở trong rừng. Hằng ngày ngài đi khất thực và ngài chỉ sống với ba y. Nói với vua, thôi vừa rồi thưa đại vương, tôi đã đủ ba y. Tức là ngài nói ngài y và ngài đủ rồi. Rồi vua Ba Tư Nặc đi đến đảnh lễ Thế Tôn và bạch. Và quý vị nghe câu này rất là cảm động nha. Và sau khi mà xin nguyện cúng dường cho ngài vua não và ngài nói là ngài đi hạnh khất thực, ngài sống trong rừng, ngài đã đủ rồi. Thì lúc đó vua tới thưa với Đức Phật thế này: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Làm sao Thế Tôn lại nhiếp phục được người không thể nhiếp phục, làm cho an tịnh được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được người không thể tịch diệt. Đối với người con không thể nhiếp phục với gậy với kiếm, Thế Tôn đã có thể nhiếp phục được với không gậy không kiếm. Quý vị hiểu ý này không? Tại sao mà kính bạch được Thế Tôn? Một người khó nhiếp phục thì Thế Tôn nhiếp phục được. Một người khó an tịnh, Thế Tôn có thể an tịnh được. Một người khó tịch diệt, Thế Tôn làm cho tịch diệt được. Con có dùng gậy dùng kiếm mà không nhiếp phục được, mà Thế Tôn không gậy không kiếm mà Thế Tôn nhiếp phục được. Và quý vị thấy đạo Phật, quý vị đọc lại lịch sử về đạo Phật truyền bá đi các nơi trên thế giới nha, không có bằng gươm đao mà chỉ bằng từ bi thôi. Bằng từ bi. Nói tới đây thầy nhớ về vua A Dục đó quý vị. Vua A Dục, có cái dịp nào thầy giảng kỹ về vua A Dục cho quý vị nghe. Trước khi mà vua A Dục mà trở thành một cái vị vua mà hộ pháp thì vua rất là ác nha. Và vua giết ngay cả những người thân của mình. Vua đi đánh chiếm rất là nhiều nơi, trong đó có một cái trận đánh ở Kalinga đó, là cả 100,000 người chết dưới bàn tay của Đức Vua. Và sau cái lần đó thì vua giác ngộ và vua mới quay lại Phật pháp. Mà khi mà quay lại Phật pháp rồi đó thì vua mới ủng hộ cho hoàng tử xuất gia, công chúa xuất gia, cho những cái nhà truyền giáo đi truyền giáo đó quý vị, đi nhiều nơi. Mà đến hôm nay nhiều nước trên thế giới biết Phật giáo là công của vua A Dục rất là nhiều. Và nếu hôm nay qua Ấn Độ còn lại những cái trụ đá là ngày xưa đó vua A Dục, còn cho lưu giữ lại đó quý vị. Vì vua là rất là làm hộ trì Phật pháp, trước chưa biết Phật pháp là ông rất là ác. Và có một cái đoạn mà nói về trường ca Kalinga, nói về vua A Dục thế này nè, để thầy nhớ thầy đọc cho quý vị nghe. Vương ngắm đôi tay, tay đầm những máu. Vương ôm hồn gục xuống giữa hoang vu, và chùa xa chuông vẳng tiếng vi vu. Đầu gục trên niềm hối tiếc, tay buông nhẹ hết chiều nghi. Chấp lại một lời tha thiết, con nguyện sám hối quy y. Đó, vua A Dục. Gươm giáo ấy sẽ là chuông là tượng, thân tâm này sẽ là bát là y. Con thành kính dâng lên niềm tin tưởng, đây khuôn đời tạc lại dấu từ bi. Đây chồi bồ đề, đây ngọc xá lợi, đây ba tạng pháp bảo ba ly. Con thành kính dâng lên niềm tin tưởng, trên khuôn đời tạc dại dấu từ bi. Và pháp Phật tràn lan như sóng nước, và bồ đề lan tỏa khắp mười phương. Từ kinh kỳ ra hải ngoại, nối liền lục địa với trùng dương. Pháp nào là chẳng pháp Phật, tâm nào là chẳng tâm thương. Tung ra thì đạo mở muôn đường, khép lại thì bật từng mảy bụi. Hai ngàn xưa mở núi, hai ngàn sau hành hương. Thấy chăng trong nhịp hoàng dương, bóng người hộ pháp lòng khuôn Phật đà. Đó. Quý vị có thể tìm bài là Trường Ca Kalinga.
quý vị sẽ đọc được cái đoạn mà thầy vừa đọc cho quý vị, nói về vua A Dục và rất là hay. Vua A Dục từ một ông vua bạo ác quay lại thành một ông vua hộ pháp. Vua là người hỗ trợ cho Kỳ cái tập kinh điển đó nha, giống như ngài vua Não rồi đó, một người tướng cướp giết người như vậy, mà sau khi mà Đức Phật hóa độ xong thì ngài trở thành một cái người rất là thánh thiện. Rồi sau khi mà ngài vô não xuất gia xong trở thành tỳ kheo thì chuyện gì nó xảy ra? Quý vị qua chỗ cái phần hai lớn đời sống xuất gia của tôn giả Angulimala. Tôn giả cứu người đàn bà đang lâm bồn. Rồi tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sapathi để khất thực. Trong khi đi khất thực từng nhà một, tôn giả thấy một người đàn bà đang sanh đẻ rất là nguy kịch và đau đớn. Thấy vậy tôn giả suy nghĩ, thật đau khổ thay các chúng sanh, thật đau khổ thay các chúng sanh. Rồi tôn giả Angulimala sau khi khất thực và ăn xong trở về, đi đến nói lại sự việc với Thế Tôn. Tức là có một lần ngài đi khất thực á, ngài mới thấy một người phụ nữ đang sinh con, và giống như là cái chuyện sinh chưa có được mẹ tròn con vuông. Ngài mới thấy cái chuyện này, ngài về mà ngài thưa với Đức Phật. Và quý vị nghe kỹ chỗ này nha, sau này á, nhiều vị đọc cái câu này của ngài giống như là để chúc phúc cho cái chuyện được mẹ tròn con vuông á. Và khi mà ngài về ngài thưa với Đức Phật, Thế Tôn chỉ dạy như sau. Ngài thưa chuyện là con thấy một cái người mẹ đang sinh đứa con như vậy, thì Đức Phật mới nói thế này. Thế Tôn chỉ dạy như sau: này bà chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cố ý giết, này Angulimala, ông hãy đi đến nói với người đàn bà ấy như vậy, mong rằng với sự thật ấy bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Bạch Thế Tôn, nếu làm vậy thời con là cố ý nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cố ý giết hại mạng sống rất nhiều chúng sanh rồi. Đức Phật nói là con hãy tới, con nói với người cái người đó rằng là này, nói rằng là này bà chị, tôi từ khi sanh ra, nói nguyên văn sao ta? Này bà chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cố ý giết. Thì ngài mới nói đâu con cố ý giết nhiều người mà, như vậy con nói dối sao? Bắt đầu, vậy thì này Angulimala, ông hãy nói với người đàn bà ấy như sau: này bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy mong bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Tôn giả Angulimala sau khi vân đáp Thế Tôn đi đến nói với người đàn bà ấy, và người đàn bà ấy được an toàn, sanh đẻ được an toàn. Vì hiểu chỗ này không? Hiểu không? Và đây là mở cho quý vị cách cầu an nha. Thầy cầu an cho quý vị kiểu này nè. Đó là có một cái cách để mình gọi là mình chúc phúc cầu an, là mình tuyên ngôn lên một sự thật. Tức là mình nói lên một sự thật, phải là sự thật nha. Thì Đức Phật nói là ngài vô não á, con hãy tới con nói với người đàn bà đó đó, là từ lúc tôi thánh sanh, tôi sinh ra, là từ lúc ngài xuất gia đến nay, ngài chưa có ý niệm nào mà sát sanh. Với sự thật ấy thì mong chúc phúc cho mẹ tròn con vuông. Mà có đúng là ngài không có ý sát sanh từ lúc ngài xuất gia không? Đúng không? Và đó là sự thật không? Và sự thật thì với sự thật nó để chúc phúc. Đó. Thì khi mà thầy hay chúc phúc cho Phật tử á, thì quý vị biết thầy hay chúc phúc cái gì mà tuyên ngôn sự thật đó. Tức là chúc phúc kiểu này gọi là tuyên ngôn lên một cái sự thật, tức là nói lên một sự thật, rồi từ cái sự thật đó mong cho cái đương sự nào đó được cái kết quả là. Và thầy là hay chúc phúc cho Phật tử của thầy kiểu này nè. Ví dụ như nói thầy ơi, con của con nó khó ăn khó ngủ quá, hay là cái chuyện gì đó, nhờ thầy chúc phúc, là thầy chúc phúc kiểu này. Mà thường thầy hay chúc phúc bằng cái tuyên ngôn sự thật nè. Đó là thầy nhớ đến cái kỷ niệm mà mùa Covid. Mùa Covid đó là thầy dạy giáo lý, là lúc đó là dạy một cái khoảng thời gian đâu là liên tục mấy tháng á, ngày nào cũng dạy. Mà lúc đó nó khổ lắm quý vị, nó canh lúc mà thầy dạy giáo lý dạy hàng ngày luôn, là nó canh nó bệnh, bệnh đến nỗi mà mắt thầy nó sưng lên luôn, mắt nó sưng lên, mà lưng lúc đó là vai lưng nó chỗ bệnh nó đau, mắt thì nó sưng. Mà hàng ngày thầy phải soạn bài, tối thầy gửi cái tài liệu cho trong group cho Phật tử, người ta cầm cái tài liệu người ta nghe pháp, nhiều giáo lý cho nghe kịp. Mà lúc đó nó chỗ ngay lúc đó vậy đó quý vị, nào là nó sưng con mắt lên, rồi thầy giảng cứ lắc qua lắc lại, thầy giảng cứ vậy là thầy nói thôi quý vị nghe thôi, đừng có nhìn nha, đừng có nhìn thầy, chỉ có nghe thôi, đừng có nhìn thầy giảng, cứ nghe thôi. Nó đau vậy đó quý vị, mà lúc đó thầy vẫn quyết tâm và rất là tha thiết trong cái việc thầy giảng cái bài pháp đó. Thì vì thầy biết là lúc Covid đó, trong cái giai đoạn giãn cách là quý vị ở nhà, và đây là thích hợp nhất để quý vị có thể
nghe pháp liên tục. Chứ nếu mà nghe cứ một tuần bài nó không tới đâu hết. Mà giáo lý mà thầy định giảng 60 đến 100 bài lận. Thế là cứ mỗi ngày thầy giảng, đầu tiên là ngày nào thầy cũng giảng trừ chủ nhật, sau đó một tuần 3 ngày. Thì sau khi mà dạy xong cái giáo lý đó là biết không, là nó một cái ấn tượng trong đời của thầy luôn á, rất là hoan hỷ, nó thầy sống trong pháp vậy đó. Cứ ngày giảng pháp xong cho Phật tử xong, thầy qua lớp của thầy cô thầy giảng xong đến hơn 10 giờ đêm. Xong là thầy đi đánh răng rửa mặt là khoảng 11 giờ thầy mở lại cái bài pháp hồi nãy thầy giảng đó, thầy nghe đến chìm vào giấc ngủ sáng dậy. Và gần như là liên tục trong đó là thầy có sống trong pháp trong cái giai đoạn đó. Và khi mà giảng xong á, thì sau khi mà ra được cái bộ sách đó thì thầy mới chúc phúc cho Phật tử là trong cái khoảng thời gian đó, với sự cung kính pháp và với mong ước cho quý thầy cô và Phật tử hiểu được giáo pháp của Đức Phật, là để từ đó ứng dụng giáo pháp của Đức Phật, và với cái tâm cung kính pháp của con và với tất cả sự cung kính pháp thành tâm đó của con mà con giảng pháp với sự thật đó, thầy mong cho con khỏe nha, cho con mau ăn chóng lớn nha, cho con được này kia nha. Có nghĩa là thầy nói lên một cái sự thật của thầy, và từ cái sự thật đó thầy mới chúc phúc cho cái việc nào đó. Mà thường là thầy lấy cái sự kiện đó là thầy chúc. Mỗi người có một cái sự kiện nào đó khác nhau, nhưng mà phải là sự thật nha quý vị. Đó thì ở đây là ngài Vô Não, ngài tuyên ngôn một cái sự thật là gì? Là ngài từ lúc thánh sanh và sinh ra trong giáo pháp của bậc thánh thì ngài không có cố ý giết. Là sự thật không? Là sự thật. Và với sự thật đó thì mong cho mẹ chồng con vua và người mẹ đó được sanh ra. Và sau này nha quý vị, cái câu mà ngài chúc phúc này đến nay luôn á, vẫn còn nhiều người lấy cái câu này. Mỗi khi mà mẹ chồng con sinh con á thì chúc phúc câu này vào cái ly nước này nè, để cho cái người phụ nữ đó uống hay là rửa mặt gì đó, là để chúc phúc cho mẹ chồng con vuông á, lấy cái câu này để chúc phúc. Thì hôm nay quý vị học được một cách chúc phúc là tuyên ngôn sự thật nha, tuyên ngôn sự thật, cách chúc phúc. Rồi kế tiếp, tôn giả chứng A-la-hán. Bây giờ là cái đoạn mà ngài chứng thánh nè. Rồi tôn giả Angulimala sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và không bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh, biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa. Và như vậy, tôn giả Angulimala trở thành một vị A-la-hán. Tức là sau đó ngài rất là nhiệt tâm, tinh cần, sống một mình. Những cái này rất là, những cái từ này rất là quan trọng nè. Sống một mình nè, viễn ly nè, không phóng dật nè, nhiệt tâm nè, tinh cần nè, là những cái từ rất là quan trọng đối với một cái người xuất gia. Với người cư sĩ thì nó nhẹ nhàng hơn chút, tại vì quý vị chưa có hết chuyên tâm vào cái đời sống để mà chấm dứt cái phiền não, tại vì nó còn nhiều cái gia duyên ràng buộc á. Nhưng với người xuất gia là những cái từ này nó rất rất là quan trọng. Hôm trước thầy có nói những cái từ mà quý vị hãy nhớ đó: một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, thiểu dục, chi túc, tiết độ trong ăn uống, hạn chế ngủ nghỉ, sống chánh niệm. Đó là những cái từ rất là quan trọng với người xuất gia, sống với tàn quý. Đó là những cái từ rất là quan trọng. Ở trong chúng thầy có in cho đệ tử của thầy một cái bộ kinh là Kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả là đại ý là nói cái lộ trình của người tu á, là đi từ giới lên định lên tuệ. Đức Phật nói rất là chi tiết. Nay mai thầy sẽ dạy cho chúng. Này thầy dạy cho người xuất gia thôi, không có dạy cho Phật tử, tại vì dạy cái đó là lộ trình của người xuất gia. Thì dĩ nhiên Phật tử học cũng được, nhưng mà tại vì thầy dạy vào buổi sáng. Ngày mai thì thầy sẽ dạy giới cho mấy chú lúc 5 giờ kém dạy, cho nên dạy 5 giới, 8 giới, 10 giới. Mà sớm quá cho nên thôi thầy không thông báo cho Phật tử, cho nên dạy cho mấy chú ở nhà thôi. Bắt đầu sáng mai dạy chắc cũng phải 3 buổi là xong về giới, 5 giới, 8 giới, 10 giới. Rồi bữa nào mà dạy Kinh Sa Môn Quả thì thầy thông báo, quý vị nào thích thì về học nha. Mà tại vì thầy dạy cái giờ sáng, sáng sớm 5 giờ hoặc là 5 giờ kém 15 đến 6 giờ 15. Vì biết tại sao dạy giờ đó không? Tại vì ban ngày mấy chú đệ tử của thầy, có chú thì học buổi sáng, có chú thì học buổi chiều, có chú thì học buổi tối. Cho nên là dạy cả ngày trời cứ học không có đầy đủ hết. Cho nên thầy phải dạy vào buổi sáng, giờ đó là chúng đầy đủ hết. Công phu sáng xong là rửa mặt, nghỉ ngơi xíu là vô học lớp học luôn. Thì nó cũng hơi bất tiện với Phật tử một chút. Thì ở đây những cái từ mà ngài sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn nè, và không bao lâu thì ngài đắc được thánh quả A-la-hán nha. Đó là cái duyên của ngài, quý vị nhớ nha. Không phải một cái chuyện mà một cái vị muốn đắc thánh là đắc đâu, mà phải nhiều kiếp lắm. Ngài đã gieo rất là nhiều cái duyên lành, và kiếp cuối cùng thì phải gặp Đức Phật hoặc một vị thánh đệ tử của Đức Phật chỉ dạy, và ngài thực hành đúng theo giáo pháp đó ha. Rồi tôn giả chịu quả báo hiện tại. Rồi
đắc thánh rồi chuyện gì xảy ra với ngài. Rồi tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào thành để khất thực. Lúc bấy giờ một cục đất do một người rơi trên thân tôn giả. Tức là người ta lấy đất á, người ta ném ngài. Ngài biết tại sao người ta ném ngài không? Lúc mà ngài xuất gia rồi, đắc thánh rồi, người ta lấy đất người ta ném nè. Rồi một cái cây gậy do một người khác quăng rơi trên thân của ngài, hết đất rồi đến cây. Rồi một hòn sỏi do một người khác quăng trên thân của ngài, ngài bị cái gì? Lỗ đầu, chảy máu, bình bát thì bị bể, y thì bị rách. Ngài đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Angulimala từ xa đi đến, liền nói với tôn giả Angulimala. Nghe, lúc này là người ngài máu không rồi đó, bị quăng đá, quăng cây, máu không. Biết tại sao mà ngài bị quăng không? Lúc này ngài có hại ai nữa không? Ngài có còn ý hại ai không? Bắt thánh rồi. Ngài có còn cái tâm muốn làm trai tổn thương không? Nhưng mà cuộc đời có tha thứ cho ngài không? Đó, mình phải thấy vậy đó. Trước kia khi ngài còn là một cái kẻ giết người, ngài giết nhiều người quá, thì những cái người đó, có những người thân của họ mất á, họ còn cái tâm niệm oán thù. Và bây giờ tuy ngài xuất gia rồi, ngài không còn ý niệm hại ai nữa, nhưng mà cuộc đời đâu phải là mình tha thứ cho người, hay là mình không còn, mình thanh tịnh, mình đã hết phiền não là người ta tha thứ cho mình đâu. Và người ta mới nhớ lại ngày trước á, vì ngài giết người thân của họ, cho nên họ lấy cây lấy đá quăng ngài, bể bình bát, chảy máu đầu, rồi bị thương rất là nặng. Và lúc này là Đức Phật mới thấy cái chuyện này, Phật mới nói với ngài nè: này Angulimala hãy kham nhẫn, này Bà La Môn hãy kham nhẫn, này Bà La Môn, ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Quý vị hiểu không? Tức là đáng lẽ cái nghiệp của ông á là phải ở dưới địa ngục á, nấu sôi dưới địa ngục á, đã bao nhiêu kiếp với địa ngục á, giết 999 người, giết hơn nữa chứ. Trước đó là ngày giết nhiều rồi, xong nó bị lạc ngón tay, ngày mới sâu lại. Thì mình nghĩ cái nghiệp đó mà trả thì địa ngục bao nhiêu, khổ bao nhiêu. Nhưng mà ngài mới nói là ông đang gặt hái ngay trong cái hiện tại này, và đáng lẽ là phải bị nhiều ngàn năm, trăm năm ở dưới địa ngục á. Đó, tức là có những cái nghiệp nó trổ luôn. Mình biết rằng cuộc đời này á, có những cái nghiệp mình tạo á nghe quý vị, nó trổ đời này, có trổ liền tức thì, nó trổ trong đời này, có nghiệp thì nó trổ ở đời sau, có nghiệp nó trổ từ cái kiếp thứ hai, thứ ba trở đi, đến lúc nào mình không biết, đến vô định luôn quý vị. Và có những cái nghiệp mà đến khi đắc thánh rồi nó vẫn trổ, như Đức Phật thành Phật rồi nó vẫn trổ. Ngài Mục Kiền Liên thành Phật rồi, ngài Mục Kiền Liên đắc thánh rồi, thần thông đệ nhất rồi, mà cái nghiệp xưa giết mẹ nó trổ, và ngài phải bị người ta giết băm lại, có thấy không? Có một vị thánh quý vị, ngài tu tập mà có thần thông hết nha. Ngài có thần thông, ngài có thiên nhãn thông, ngài có tha tâm thông, ngài biết hết quý vị, mà có một cái không có thiên nhãn thông, không có thiên nhĩ thông quý vị. Luyện thiên nhĩ không được. Thiên nhãn thông là thấy hết, thấy xa, thấy hết, thấy miệng nói gì đó, biết tâm người đó luôn, mà không có nghe xa được. Tức là cái vị đó luyện ở nào cũng luyện được thiên nhĩ thông á, mà tha tâm thông có, thiên nhãn thông có, tha tâm thông có, thần túc thông có, túc mạng thông có, nhưng mà lại thiên nhĩ thông lại không có. Thì quán cái nghiệp, bởi vì biết cái duyên xưa đó, Đức Phật dạy là có một cái kiếp xưa đó, ngài làm cái nghề búng cái sạn á, thầy không hiểu ngày xưa cái nghề búng sạn là búng sao, đại ý là giống như cái cục này búng cái viên sạn nó văng đi á, là cái nghề luôn sao đó. Thì có một kiếp ngài làm cái nghề đó, ngài búng vậy đó. Cái thời đó có một vị Phật độc giác đi ngang ngài á, bắt đầu ngài giỡn mà với ác nghiệp, búng vô cái lỗ tai ngài một cái viên sạn nó bay vô cái lỗ tai của ngài luôn, bụp một cái rồi xong lủng luôn cái màng nhĩ của ngài là hết nghe luôn. Thì đối với bậc thánh nghe xong vậy một cái là thôi, thì ngài đâu có gì đâu buồn, đâu có gì đâu vui, còn phiền não nó đâu buồn vui, không có đâu phiền não nữa. Nhưng mà cái người búng đó là cái vị tỳ kheo này, tới thời Đức Phật đắc hết các thần không đắc, nhưng mà riêng thiên nhĩ đắc không được, thì vì cái nghiệp nó cạn đó. Có nhiều vị hỏi là nếu mà người có thần thông thì nghiệp tới mình có thoát được không? Không nha, không thoát được cái nghiệp đó, cái chuyện đó nó xảy tới. Mà nếu không phải nghiệp nha, thì thần thông có thể giúp cho mình qua cái nạn được, qua được. Nhưng mà nếu cái chuyện của cái vị đó phải là trả nghiệp thì không có xen thần thông vào được.
ngay cả ngày một kiền liên cũng không xen vào được. Đó, búng vô một cái lỗ tai của vị thánh, cái xuyên cái màng nhĩ, cái ngày sanh ra là, thì cái đời đó là ngài luyện không có được cái thiên nhĩ thông, cái nghiệp nó còn cản, vì thấy khủng khiếp. Thì ngài vô não á, mình thấy cái chỗ này mình rất là thương, ngài đã hiền lành cỡ nào rồi, nhưng mà cuộc đời đâu có phải ai cũng tha thứ cho ngài đâu. Đó, có nhiều Phật tử á, mà trước kia quậy dữ lắm, phá dữ lắm nha, lì dữ lắm, ngang tàn dữ lắm. Ở trong nhóm của mình cũng có mấy anh Phật tử lì dữ lắm. Mỗi lần mà anh giận lên, anh giận lên, anh học cách thầy nói là mà con xin học theo lời Đức Thế Tôn, mỗi khi tâm giận hờn phát hiện, con sẽ nhớ thực tập nhìn sâu, nguyện sẽ không nói năng và cũng không hành động. Một khi trong tâm con cơn giận hờn vẫn còn chưa có điều phục, tức là khi mà giận rồi hạn chế nói, hạn chế làm lúc đó, thì có một lần anh gọi điện cho thầy: thầy ơi, con không nghe lời thầy là chết rồi, con tức quá, tức mà tức quá, thầy biết con làm gì không? Con chạy mất tiêu, trốn luôn, chứ còn mà đứng đó là chết. Con đứng đó là chết, tại vì mình giận quá, mình mà biết mình đứng đó là có chuyện xảy ra rồi, thôi mình né cho nó lành. Đó, sống hiền lành, người ta nói cái gì ta, cái gì ta, cái gì mà cái gì trời thương cho gì đó, cái gì thôi thầm quên rồi. Thầy ý là làm có những người đó là khi mà họ gặp cái chuyện mà họ không làm chủ được đó nha, một là im lặng, mà thấy im lặng rồi mà đứng đó mà vẫn còn có cơ hội tạo nghiệp á, mà thôi né đi cho nó lành. Đó, thôi né đi, mình đâu có hơn thua ở cái chuyện mà mình với người đó bằng nắm đấm đâu nha. Ai mà dùng nắm đấm á là trí tuệ tới nắm đấm, hiểu không? Mình giận người tiên mình đấm người kia một cái rồi thì hiểu trí tuệ của mình tới đâu rồi đó, là trí tuệ tới cái nắm đấm mà. Đó, mình là con của Phật á, trí tuệ của mình phải qua cái thiện nghiệp. Làm gì phải đúng thiện nghiệp, cái sự kham nhẫn được á, kham nhẫn được, kiềm chế được, nó mới là sức mạnh. Sức mạnh của người tu là kham nhẫn, vì nhớ không, còn nhớ không, tám sức mạnh. Thì trong đó tám sức mạnh ở cuộc đời thì sức mạnh của người tu là kham nhẫn. Mình phải thấy như vậy. Con lần thì thấy rõ cái sức mạnh của đứa bé luôn á quý vị. Đó là Đức Phật dạy có tám sức mạnh, thì sức mạnh của đứa bé là tiếng khóc. Con lần thầy đi máy bay, nha, đi máy bay xong thầy ngồi gần cái anh đó, anh bế cái đứa con nhỏ, nó òa lên, thương thương con nha, ba cưng con nha, anh vuốt anh cái trời ơi, nó khóc lên cái là anh trời, anh cho chăm đứa con ơi là chăm. Mà nó khóc lên cái nữa, bắt đầu anh trời, anh cưng, anh dỗ cái đứa con. Thầy đúng thấy thì sức mạnh của đứa bé thì nó khóc lên một cái là trời ơi, ba mẹ nó chạy tới mà dỗ đó. Thấy sức mạnh của đứa bé. Sức mạnh của người tu là kham nhẫn. Cho nên không phải mình hơn, mình đánh, mình chửi được người ta là mình sức mạnh đâu, mà mình phải làm chủ được cái cơn nóng giận. Mình biết kham nhẫn trước cái những cái đắng cay nghịch ý của cuộc đời mới là sức mạnh của người tu. Hay vậy. Hôm nào mà quý vị ngồi thiền nó đau chân đó, đó không phải là đau chân cái mình xả liền, mình phải có cái sự kham nhẫn. Khi nào nó đau quá đó thì mới xả nha, chứ mà vừa hơi tê cái là đổi chân, đổi 5 phút nó tê nữa, đổi nữa hả? Thấy không? Mình phải có cái kham nhẫn. Cuộc sống này vốn là bất tội. Nhớ cái chừng này lại bị đỡ khổ rồi. Không có cái gì như ý của mình đâu. Cuộc sống này vốn là bất tội. Rất là nhiều chuyện trong đời nó không như ý của mình, thì mình cứ đòi cái chuyện gì như ý là người đó càng khổ. Nhớ giùm thầy. Thấy được cái chuyện đời nó vốn là bất tội mà, thì gặp cái chuyện bất tội đó mình từ từ mình kham nhẫn mình giải quyết nha. Qua cái chuyện này vô não đây, lúc này Đức Phật nói con hãy kham nhẫn với cái nghiệp của con phải trả trong hiện tại, thay vì con phải trả nhiều kiếp ở dưới địa ngục á. Rồi tôn giả đọc bài kệ nói về giải thoát. Rồi tôn giả Angulimala sống độc cư thiền tịnh cảm thọ giải thoát và đọc lên bài kệ. Rồi tôn đọc bài kệ cảm khái nói về niềm hân hoan được gặp chánh pháp, được cải tà quy chánh, được hạnh phúc cho tâm từ bi vô hại mang lại và được an trú trong quả chứng tối thượng. Bài kinh được kết thúc bằng bài kệ giải thoát chứng ba minh của tôn giả. Tức là sau đó ngài đọc lên cái bài kệ mà nói về cái niềm hạnh phúc của ngài trong giáo pháp. Thì phía dưới có cái bài kệ đó, vì thấy không? Ai trước phóng dật, sau không phóng dật, này trong kinh Pháp Cú cũng có nhé. Sáng chói đời này như trăng thoát mây, ai làm ác nghiệp nhờ thiện ngăn lại, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Tức là ai trước khi sống phóng dật á nha, mà sau này sống không phóng dật á, giống như là giống như cái mặt trăng á, mặt trăng nó bị mây che, mà bây giờ nó thoát ra khỏi mây che rồi, thì cũng như là trước kia á, mình sống phóng dật lắm, mình bất thiện lắm,
mình sân si lắm, mình buồn giận lắm, mình hơn thua lắm. Bây giờ nhờ giáo pháp á, mình dễ thương rồi, mình hành lành rồi, mình biết đi chùa, biết lễ Phật, biết nghe pháp, biết hành thiền, biết tu tập rồi. Ngày trước á là mình ương ương khùng khùng, bây giờ là mình dễ thương rồi. Đó, ngày trước á là mình tạo ác nghiệp cơ mà, nhờ biết sám hối, nhờ nghe pháp, hiểu nghiệp và quả của nghiệp, bây giờ mình dừng lại ác nghiệp, mình biết tu tập rồi, thì cái đó như là hình ảnh, như chăn thoát mây che. Đó, Ngài nói như vậy. Và ta tên vô hại trước ta sát hại. Ngài tên là vô hại trước Ngài, trước ta sát hại là trong cái giai đoạn mà Ngài sát sanh đó, Ngài giết người đó. Nay được chính danh vì chẳng hại ai. Vì hiểu không? Vì hiểu cái thuyết chính danh không? Bên mà bên Trung Hoa có cái thuyết gọi là thuyết chính danh. Chính danh là sao? Là mình phải xứng đáng với cái tên gọi đó. Quân quân phụ phụ thần thần. Có nghĩa là vua cho ra vua, cha cho ra cha, thần cho ra thần. Là vua cho ra vua, thần cho ra thần, là đất nước nó yên. Còn ở nhà là phụ cho ra phụ, cha cho ra cha là yên. Thần cho ra thần là đất nước nó yên, vua cho ra vua là yên. Tức là cái người nào phải chính danh với người đó. Giống như có người chị ơi em thấy chị dễ thương quá. Chính danh không? Nếu mà mình dễ thương thì mình rất là chính danh, là mình dễ thương. Mình xấu quá đó. Mà người kia nịnh mình nói mình chính, nói là mình đẹp quá, mà mình cứ nghĩ là mình đẹp thiệt nha, thì cái đó nó không có chính danh. Tức là người ta khen mình là em thấy chị rất là tinh tấn đi, mà thực sự mình rất là tinh tấn nha, thì cái đó là chính danh. Tức là cái người đó xứng đáng với cái tên gọi đó, quân quân sự sự tần thần, quân quân phụ phụ thần thần. Thì Ngài vô não, Ngài tên là vô hại, là Ngài không có hại ai. Bây giờ Ngài có đúng chính danh là vô hại không? Đúng không? Đúng. Bây giờ Ngài mới là vô hại, chính danh là vô hại đó. Ta làm ác nghiệp đáng đọa cõi dữ, quả trả xong rồi không nợ ta ăn. Nghe cái chỗ này rất là cảm động nè, và cho quý vị một cái bài học rất là lớn nha. Quả trả xong rồi, quý vị nghĩ coi, giết 999 người mà sao trả có một chút vậy. Quý vị nhớ giùm thầy nè, một vị mà đắc thánh á, đắc thánh A-la-hán á nha, sau đời đó thì Ngài không có còn luân hồi nữa. Sau cái đời một vị A-la-hán đắc rồi thì sau đó không có còn luân hồi trong 31 cõi tái sanh trong tam giới nữa, thì không còn cơ hội cho ác nghiệp chỗ quả đó. Cho nên thầy hay nói vui Phật tử, có những vị mà muốn tạo nghiệp nhiều quá trong nhiều kiếp rồi, hoặc ngã đời này, bây giờ quý vị có hỏi thầy có cách nào mà con không có trả những cái nghiệp đó không? Nói dễ hiểu là xù nợ, xù đúng không? Thầy nói được, thì được á, với điều kiện nha, đắc thánh A-la-hán. Đắc xong rồi, ví dụ như mình năm 50 tuổi mình đắc thánh đi, thì mình sống 80 tuổi, thì trong từ 50 đến 80 tuổi là có 30 năm đúng không? Thì cái nghiệp nào đủ duyên thì nó vẫn chỗ. Kiếp rồi nhỏ mình làm nó có thể nó chỗ, kiếp trước mình làm nó chỗ, năm kiếp trước làm nó có thể chỗ trong cái giai đoạn 30 năm đó. Thì tùy duyên, cái nghiệp nào nó đủ duyên nó chỗ. Nhưng mà sau 30 năm đó, một vị thánh đắc A-la-hán mà ngày Niết Bàn rồi đó, mình nói thôi đời là chết rồi đó, thì coi như bao nhiêu mà nợ ân oán kiếp trước là xù. Mình nói theo đời là xù, là nó không còn cơ hội để trả nữa. Là tại sao? Là tại vì một vị thánh A-la-hán không còn tái sanh trong luân hồi. Mà không còn tái sanh thì không còn cơ hội cho nghiệp nó chỗ nữa. Nó không đâu còn cái thân ngũ uẩn nữa đâu, mà nó làm cho mình khổ thân khổ tâm. Thì chỉ có một cách đó thôi. Và một vị mà đắc A-la-hán rồi thì mới được gọi là không còn nợ cuộc đời. Đó. Đó. Vậy thì chúng ta ngồi đây có còn nợ cuộc đời không? Nợ nhiều lắm. Nợ cha, nợ mẹ, nợ anh, nợ em, nợ bao nhiêu người trong đời. Thầy nợ Phật tử ngồi đây. Đó. Nếu mà Phật tử không ngồi đây thì đâu có giảng được cái bài pháp này. Đúng không? Thầy nợ ân tình của Phật tử dành cho thầy. Cái này thầy nói thiệt. Những cái bài giảng đầu tiên của thầy á, quay phim á, thì nó mờ, âm thanh á, thì nó nghe không có rõ. Mà lúc đó thầy nói nhanh dữ lắm, mà thầy không hiểu sao mà Phật tử vẫn ngồi nghe thầy giảng, ủng hộ thầy quý vị. Thì thầy rất là biết ơn những cái người Phật tử mà giai đoạn đầu thầy đi giảng, đúng thầy nói thì nhanh mà âm thanh á, thì không có rõ, mà nói rồi không có tròn vành rõ chữ nữa. Mà Phật tử thương thầy, ngồi nghe thầy giảng, ủng hộ tinh thần. Cái bắt đầu có những buổi giảng xong thì về thầy mở lại cái bài giảng của thầy, thầy thấy nó vui chứ, trời ơi má nhìn không ra con nữa má ơi. Mà sao Phật tử ngồi nghe thầy giảng được? Đó. Có nghĩa là mình giảng âm thanh thì rè rồi, nó không có tròn vành rõ chữ, ý thì ý trước ý sau. Đó. Mà quý vị biết là
mà không hiểu sao Phật tử vẫn ngồi nghe thầy giảng. Mà nó trải qua cái giai đoạn đó, thầy mới từ từ, thầy cách hành văn của thầy, cách nói năng của thầy, cách dùng từ của thầy, rồi cái giọng điệu của thầy nó khác. Ngày xưa mới đi giảng nó giống như mình nói vui, tuổi trẻ chưa trải sự đời vậy đó, mới ra trường đi giảng hăng lắm đó, nhưng là mình rất là tha thiết giảng pháp, mà cứ có nhiều nói hết, nó ầm 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 nói dưới nghe cả tôi nói vậy đó, kiểu vậy đó. Có nhiều mình cứ nói hết, và đâm ra đôi lúc mình nói nhanh quá, rồi mình lại nói đôi lúc đó nó không có được cái nhu nghiến trong cái lời nói. Mà nhờ vậy Phật tử cứ ngồi nghe mà từ từ thầy chuyển với vậy, rất là biết ơn. Rồi bây giờ nhờ Phật tử về chùa tu học này, ví dụ như đơn giản hôm nay, vì tối hôm nay Phật tử về chùa sám hối nghe pháp nên thầy có cái bài giảng hôm nay nè. Đó, nếu mà không có cái việc nghe pháp thầy đâu có soạn cái bài này thầy giảng đâu. Mà trong lúc thầy soạn bài thì thầy cũng học được những cái ý hay, là phước của thầy. Và thầy giảng xong hôm nay có phải là phước của thầy không? Đó. Quý vị nghe cũng là phước của quý vị nha, nhưng mà thầy giảng hôm nay cũng là phước của thầy. Thì vậy là nội cái việc thầy giảng pháp hôm nay thầy đã mang ơn quý vị rồi. Đó. Còn khi mình chưa có giác ngộ, bao nhiêu kiếp đi qua, ân tình của bao nhiêu người mà mình nợ. Cho nên đừng bao giờ nói vậy là tôi sống tôi không cần ai. Đừng nói vậy. Nhiều người mình giàu quá, nói tôi sống đâu không cần ai. Và bây giờ mình giàu chứ chắc gì mai mình giàu, mốt mình giàu. Mà bây giờ mình rất là giàu, bữa nào mình bệnh mình nằm một chỗ sao? Một đống tiền để làm gì mà nếu không có người tới đút cho mình ăn. Mình nằm liệt đâu có ăn được nữa. Phải có người đút cho mình ăn. Cho nên đó, mình sống mình phải rất là mang ơn cuộc đời. Và đến khi nào mà mình đắc thánh thì mình mới trở thành người không còn nợ nghe. À, thôi hôm nay là thầy giảng cái bài nói về ngài Thánh Tăng Vô Não á, quý vị cảm động không? Rất là thương ngài, giống như cuộc đời của mình vậy đó. Cũng có thể trong chúng ta đây một cấp độ nó nhẹ nhàng hơn. Ngày xưa thì giống như cuộc đời của ngài á, ngày xưa thì ba mẹ của mình cũng nuôi mình trong một cái môi trường rất là lành. Rồi lớn lên mình đi làm, mình gặp thầy tà bạn xấu, gặp cái môi trường không có tốt á, rồi mình lại ảnh hưởng những cái thói quen xấu đó. Nhưng mà may thay, một ngày nào đó mình có duyên mình gặp Phật pháp, và từ đó mình lại sửa mình, thì nó phải cấp độ nhẹ hơn cái bài kinh này, đúng không? Thì mong rằng với những gì mà quý vị được học qua cái bài kinh này, quý vị có thật nhiều được cái ý pháp để quý vị ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.